Xin chào các bạn, hôm nay ở Lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bồn cầu treo tường thùng nước âm của Toto mang cái mã hiệu của cái thân cầu là CVK812RA, kết hợp với cái két nước là WH172A. Thì cái dòng đất thân cầu CW812RA này là cái dòng thân cầu mà trước đây Toto đã cho ra mắt, nhưng mà bây giờ nó là dòng mới và có công nghệ là công nghệ xả xoáy. Đây, ở bên trong của cái lòng bồn cầu là công nghệ Toradol xả xoáy kép nha các bạn. Và nó sẽ kết hợp được với tất cả các nắp bồn cầu thông dụng của Toto, như cái nắp đang được gắn ở cái bồn cầu này là nắp TC600VS hay còn gọi là nắp T8 của Toto vừa cho ra mắt vào cuối năm 2018. Đó. Và cái bồn cầu này á, thì nó kết hợp với thùng nước âm, thì thùng nước là thùng nước WH172. Thì cái khi bạn sử dụng bồn cầu âm tường thì phải sử dụng là tường dày 20 thì mới gắn được. Thì cái thùng 172 WH172 này á, thì nó có cái chế độ xả nước là 4.8 lít và 3 lít, rất là tiết kiệm nước. Đó. Và cái nút nhấn đi kèm của cái này là mã là MB175M. Thì cái nút nhấn này thì nó được làm bằng chất liệu là inox thép không rỉ. Đó. Và có hai chế độ xả nhấn như này. Và cái bồn cầu treo tường Toto này á, thì nó được các bạn có thể thay đổi thân cầu hoặc là thùng nước hoặc là nút nhấn theo các những mẫu khác theo ý thích của mình đều được, tại vì nó là những sản phẩm tách rời. Như hiện tại đây showroom chúng tôi đang trưng bày đây, nó sẽ ghép thành một bộ. Đó. Và hiện tại thì mẫu này đang được bán tại đại lý Toto Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ với số hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.